Hello, xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Và trong video ngày hôm nay, em lên sóng giới thiệu tới các bác một mẫu xe nhà em mới về. Đây là mẫu xe Lexus GS300, sản xuất năm 2005, nhưng chiếc xe này còn đẹp không khác gì chiếc xe đời 2015 anh chị nhé. Chiếc xe này có khối động cơ là 3.0. Đó, mức tiêu thụ nhiên liệu nếu như anh em chạy đường trường chỉ loanh quanh tầm khoảng dưới 10 lít xăng trên 100 km. Đường hỗn hợp loanh quanh từ 13 đến 15 lít xăng trên 100 km anh em nhé. Đấy, đây là một mẫu xe rất là sang trọng đẳng cấp. Ngày xưa lúc mua mới là phải nói là rất là nhiều tiền luôn. Đấy, những anh em mà thực sự có điều kiện mà có đủ tài chính kinh tế để sở hữu được em nó. Nhưng đến thời điểm hiện tại chiếc xe này nhà em chỉ bán với mức giá là 350 triệu đồng. Bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho anh em nhé. Và chiếc xe này thì là cam kết cho anh em luôn là xe không tai nạn đâm va, không ngập nước. Máy số gầm bệ cực chất, nội thất di nguyên bản theo nhà sản xuất luôn. Đó, con này thì các bác mua về đi lại thì quá là yên tâm luôn. Chạy chắc lịch luôn, máy nổ bên trong này. Chúng ta ngồi không nghe thấy tiếng động cơ mà nghe thấy thì cũng nghe thấy tiếng rất là nhỏ. Máy của nó rất là êm luôn và đạp ga cực kỳ thốc, rất là bốc. Và những cái dòng xe này thì các bác yên tâm là cái độ cách âm chống ồn nó rất là tốt. Đó, form dáng của xe các bác nhìn đẹp chưa? Vẫn đẹp đúng không ạ? Nó có nét đẹp rất là huyền thoại luôn. Đó, na răng được bác chủ xe mạ chrome nhé. Và một dàn nốp còn khá là dày. Đây, em xin đi vào chi tiết nội thất cho các bác xem này. Nội thất này, toàn bộ nội thất là màu đen hết. Có nhớ ghế này, nâng hạ kính auto này. Cái này có thể mở ra vào để đựng đồ đựng nước này. Ghế chỉnh điện này, vô lăng chỉnh điện này, cốp mở điện, mở lắp bình xăng điện này. Đó, ga tự động cruise control, vô lăng tích hợp giải trí đa phương tiện. Số tự động có ở chế độ thể thao và có cả làm mát ghế này. Đấy, màn hình thì bác chủ xe nên màn hình rất là to luôn. Cả cửa sổ trời nữa nhá. Đó, con này thì khẳng định với anh em rất đẹp này. Nhớ cả vô lăng này. Và đề là đề start top, chìa khóa smart key này. Đó, các bạn nhìn chưa, đẹp chưa? Đó, tất cả những chi tiết táp lô của xe còn nó thực sự rất mới. Bởi vì những chiếc xe Lexus này thì đại đa số là người ta không dùng để chạy taxi hay là dịch vụ ấy. Cho nên là anh em có thể yên tâm là cái độ bền của nó rất là cao. Chi tiết này chúng ta có thể mở cốp điện đây này, mở lắp bình xăng ở đây này. Đây là những chi tiết gọi là bật rèm nắng rồi rửa đèn pha rồi gương gập điện rồi là một số những chi tiết nó ở đây. Đó, 350 triệu có thể trải nghiệm được một mẫu xe sang mà ngày xưa anh em mơ ước không đủ tài chính kinh tế để sở hữu. Nhưng mà bây giờ thì nó là quá là hợp lý rồi đúng không ạ? Có 350 triệu thôi, lại xe thì cam kết cho anh em là xe không lỗi nhá. Gầm của nó này, gầm của nó thì khẳng định với anh em luôn, gầm không có mục mọt gì cả. Cái tôn vỏ của dòng xe của Nhật này thì nó là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đặc biệt này là Lexus nữa. Nốp sô cua dự phòng được treo ở, được nắp ở phía dưới đây nhá. Lốp của nó nhỏ thôi, nó không phải là kích cỡ full size. Được chưa? Máy nổ nhá, đứng ở ngoài, đứng xa tầm khoảng 1 mét thôi các bác không thể nghe được cái tiếng máy của nó luôn. Máy nổ rất êm luôn. Đấy, bác nào mà đang đi những cái dòng xe Camry nhập Mỹ rồi này, các bác nên một chiếc xe Lexus này. Tuy là đời 2005 nhưng mà khẳng định với các bác cái chất xe ngồi cảm giác nó vô cùng mới, cảm giác khác hoàn toàn luôn. Camry nhập Mỹ so với Lexus không có tuổi và còn thua xa một đoạn đường dài. Máy nổ êm ru luôn, em sẽ cho anh em xem qua luôn cái hệ thống máy của em nó này. Máy Nhật thì rất là bền rồi. Máy Nhật thì nó nôi đồng cuối đá luôn anh em ạ. Đấy, con này thì km chạy chỉ có hơn chục vạn thôi. Đăng kiểm thì còn dài. Đây máy đó, máy V6 này. Đăng kiểm tháng 9 năm 2024. Các bác nghe tiếng máy không? Êm chưa? Đấy, rất êm luôn. Đó, rất êm luôn và máy của nó kín bưng. Đó, con này là chạy full xăng nhá. Nó không có hybrid, không có sử dụng hỗ trợ điện gì cả. Nó máy rất là lành. Đấy, biển 60k thôi, biển này thì trả chủ cũ. Thì anh em mua chiếc xe này bên em bao hồ sơ cho anh em, là anh em về chỉ việc thêm vài triệu nữa là chúng ta ra tên chính chủ đi nhá. Được chưa? Cabo, tem mác, mọi thứ đầy đủ hết. Tôn vỏ mỏng tang, không va quệt đâm đụng gì cả. Đây, tem mác ở quanh xe gọi là đầy đủ hết luôn. Đó, bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Lexus GS300 đời 2005 này thì các bác hãy nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em mình qua số điện thoại là 0852 555 555 và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cảng bên em. Và cửa hàng em thì có nhận trao đổi xe nhá, và anh em có xe có nhu cầu muốn trao đổi thì cũng có thể liên hệ với em, hoặc anh em có xe cần bán thì cũng có liên hệ với em để em thu mua với giá tốt nhất nhé. Chào tất cả các bác.